Chuyên trang CNN Travel đã đưa ra một danh sách 30 món chiên ngon nhất thế giới, trong đó có bánh tráng hay còn gọi là bánh cam của Việt Nam. Đây là món ăn vặt đường phố phổ biến của Việt Nam. Loại bánh này được làm từ bột gạo nếp mềm và nhân đậu xanh, sau đó lăn trong hạt vừng và đem tráng trong chảo ngập dầu. Ở mỗi vùng miền, bánh tráng sẽ được biến thể theo nhiều cách khác nhau. Phổ biến có bánh tráng mặn và bánh tráng ngọt. Bánh tráng mặn bên trong sẽ có thêm nhân thịt, mộc nhĩ khi ăn chấm kèm nước mắm, còn bánh tráng ngọt sẽ được tẩm thêm đường.